Thủ tướng Nhật Bản cho rằng chính phủ sẽ bị mất sự tin tưởng của người dân nếu không tiếp tục thực hiện các cải cách. Tin từ Tokyo, hôm nay Thủ tướng Nhật Bản ông Shinzo Abe cho rằng chính phủ của ông sẽ mất niềm tin của công chúng nếu rút lại các cải cách. Bình luận của ông Abe được đưa ra sau khi Đảng Tự do Dân chủ, tức LDP của ông và đối tác liên minh đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào ngày Chủ nhật, củng cố quyền lực của ông Abe, nhưng cũng làm gia tăng khả năng ông ta có thể đánh mất sự quan tâm đối với việc cải cách kinh tế khó khăn và tập trung vào chương trình nghị sự quốc gia của mình. Ông Abe nói rằng chính phủ phải tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các chính sách. Nếu chính phủ quay trở lại một đảng LDP cũ, không tiếp tục các cải cách, thì sẽ giống như là không quan tâm đến mong muốn của công chúng và sau đó sẽ bị mất sự ủng hộ của công chúng. Ông Abe, 58 tuổi, người trở lại cầm quyền sau một chiến thắng lớn trong cuộc bầu cử Hạ viện vào tháng 12, nhắc lại rằng ông sẽ vẫn tập trung vào việc khôi phục nền kinh tế với một kết hợp giữa chính sách nới lỏng tiền tệ, gia tăng chi tiêu ngân sách và chiến lược phát triển, trong đó có các cải cách cơ cấu. Chiến thắng trong cuộc bầu cử thượng viện giúp cho ông Abe có thêm sức mạnh để thực hiện chính sách Abenomics của mình, để làm sống lại nền kinh tế và tạo nền tảng cho một chính phủ ổn định đầu tiên kể từ khi Thủ tướng Junichiro Koizumi rời nhiệm sở vào năm 2006. Ông Abe nói rằng điều mà người dân đang mong muốn nhất trên toàn quốc là một sự phục hồi kinh tế mạnh mẽ mà họ có thể thực sự cảm nhận được. Hiện đã có một lo ngại cho rằng ông Abe sẽ chuyển sự tập trung vào một chương trình nghị sự bảo thủ mà từ lâu đã là trung tâm của hệ tư tưởng của ông và tập trung vào việc sửa đổi hiến pháp hòa bình và viết lại lịch sử chiến tranh của Nhật Bản với một giai điệu ít hối hận hơn. Một sự thay đổi như vậy, cùng với những hành động tăng cường khả năng quốc phòng của Nhật Bản, sẽ tiếp tục làm căng thẳng mối quan hệ với Trung Cộng và Nam Hàn, nơi mà những ký ức cay đắng về chủ nghĩa quân phiệt trong quá khứ của Nhật Bản vẫn còn in đậm. Tokyo đang có những tranh cãi về chủ quyền trên các hòn đảo nhỏ, không có người ở với Bắc Kinh và Hãng Thành. Nhưng ông Abe vào ngày hôm nay cũng đã kêu gọi đối thoại với Trung Cộng. Ông Abe đã từ chối cho biết liệu với tư cách là một thủ tướng, ông có sẽ đến thăm ngôi đền Yasukuni ở Tokyo hay không. Ngôi đền này tưởng niệm những quân nhân Nhật Bản đã hy sinh trong chiến tranh, bao gồm cả những nhà lãnh đạo Nhật Bản bị kết án tội phạm chiến tranh bởi một tòa án của quân đồng minh. Một chuyến viếng thăm vào ngày 15 tháng 8, ngày kỷ niệm sự thất bại của Nhật Bản trong đệ nhị thế chiến, sẽ châm ngòi cho sự phẫn nộ trong các nước láng giềng Trung Quốc và Nam Hàn.